Xin hỏi nhà thuốc là hiện nay anh trai của tôi đang bị viêm gan B và anh đang uống thuốc Tây, liệu anh có thể kết hợp sử dụng thêm cây xạ đen có được hay không? Mong nhà thuốc giải đáp giúp tôi ạ. Chào bạn, bệnh nhân bị viêm gan B thì uống cây xạ đen được bình thường. Cây xạ đen là một vị thuốc có tác dụng kháng viêm và giải độc. Ngoài ra thì vị thuốc này cũng có tác dụng là hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B rất là tốt. Vì vậy thì trong trường hợp này bệnh nhân vẫn có thể sử dụng cây xạ đen được bình thường. Giờ đang uống thuốc Tây thì bệnh nhân uống cây xạ đen thì nên cách thời gian uống thuốc Tây khoảng 1 giờ đồng hồ. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.